Vâng, em lại trở lại với các bạn nha. Hôm nay em giới thiệu cho các bạn cái complex đã làm hoàn chỉnh cho bà khách đặt. Vì bà khách là một người rất là kỹ tính và gọn gàng, muốn đặt cái con này làm tổng quát gọi là combo option full này để bỏ vào phòng ngủ luôn cho gọn. Và bà khách muốn ở trên này là để các cái đồ linh kiện gì đó, đồ dùng cá nhân, điện thoại rồi máy tính các kiểu là trên này phẳng lì luôn. Chiều sâu khoảng tầm 25 28 nhá. Nên tha hồ để anh em có thể kê hoặc là để tivi lên đây cũng được. Đấy, bộ loa thì mình chọn một cặp loa bát 12 toàn dạng toàn giải đồng trục ở dạng đồng trục. Đồng trục bát chép nó rất là hay. Nó rất phù hợp với cái đầu này, nó đủ đủ giải. Nó có thiên về chép luôn để vừa tiết kiệm được diện tích. Đấy, còn chép ngay trên trên loa. Và quan trọng nhất là chất âm của cái dòng V5 Pro này thì quá đỉnh luôn, mình đã làm thêm chức năng hẹn giờ cho khách nữa luôn, đêm nằm ngủ thì ok luôn, từ tắt nhá. Nhà Bây giờ làm giáo mình dục thì như thế radio nào tất về cả vấn đề mọi này? nhớ Làm nhớ thế hết nào để đảm bảo được sự cạnh tranh công đấy. bằng trên cơ sở phục vụ người học? Đây cũng là nội dung mà chúng Radio tôi thì không chọn phải để bình nghĩ luận lẽ trong căng chương rồi, trình báo chí góc nhìn tuần này đi với sự luôn tham rất gia nhanh, của tốc độ đọc cực châu bò đấy, e căng đầy đủ đây đấy, next cái đã đọc luôn. Được cái hay là như thế, thông tin bài hát là rất là rõ ràng. Đấy. Con này là full option nhá, cái chức năng thì cũng có từ Bluetooth không dây nghe nhạc từ điện thoại lên đầy đủ hết. Đấy. Hàng này là bà khách rất kỹ tính cho nên là đặt đặt hàng em làm rất là trau chuốt. Đấy, đóng gói cẩn thận. Ngoài chức năng là có hai loa hai bên như thế này thì đằng sau cũng có thể mở rộng ra bốn loa bình thường. Đây, một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, audio, ao âm ly, ao sắc, tai nghe, các kiểu đầy đủ hết, quạt gió, cảm biến nhiệt độ đầy đủ. Đấy, công tắc tắt nguồn, các kiểu. Đấy. Còn đây là cái bản không Em loa nhá. ơi, Đấy. Hà Nội phố trong này ta giọng đời có cao cho nghe nên bát chép chung ba giải đầy mùi đủ. hoang lãng. Đấy, đây là đang mặc ta định này, còn bát chép nghe chung này. Đây, mùi mít hoa này, bát xưa này, tăng tín chép này, con này rất là bán rất là tốt. con đường vắng Cái loa này gần như là xì mình dào tuyển cơn luôn. mưa nhỏ ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông mái trắng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ta còn em một màu xanh thời gian từng chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiền gần như là một đôi loa được ghép vào người hai bên này đấy, đằng sau lỗ thông hơi, lỗ thông hơi ra thêm bốn loa ngoài nữa, rất là vô tư để mà đánh. Thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Thôi hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhá. Clip này mình chủ yếu là giới thiệu toàn bộ cho anh em nắm rõ, bên mình là chuyên sản xuất đây anh em nhìn này. Cho nên là mọi thứ bên mình có thể sản xuất theo yêu cầu cho anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip tại Sơn Loa Audio 0988434435. Anh em có thể vào web thế giới đồ chơi công nghệ.com để xem thêm nhé. Và đặc biệt là cứ theo dõi kênh YouTube, một số clip mình chia sẻ dưới dạng thành viên. Cho nên là một số clip mình không để public mà. Cho nên những cái gì mang tính chất chia sẻ thì anh em cứ đăng ký vào kênh YouTube của mình để xem cho nó được nhiều clip hơn. Vì ngày nào mình cũng đăng clip. Rồi, cảm ơn anh em.